Chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kính chào quý vị. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây là các thông tin đáng chú ý của chiều tối nay. Ứng dụng AI mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Kỳ lạ phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh. Thưa quý vị, hiện nay ChatGPT có lẽ là từ khóa được nhiều người tìm kiếm nhất hiện nay. Đây là ứng dụng trao đổi bằng văn bản hay đàm thoại dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo AI, cho phép ứng dụng cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu để có thể trả lời các câu hỏi tiếp theo. Sự ra mắt của công nghệ này đã thực sự tạo nên nguồn cảm hứng từ sự thông minh và hữu dụng mà nó mang lại. Tại Việt Nam, trí thông minh nhân tạo cũng đã được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những thách thức thì công nghệ đang ngày càng mang lại những giá trị thực tiễn trong cuộc sống hiện tại. Theo các chuyên viên, so với chỉ một năm trước, những câu trả lời của trí thông minh nhân tạo hiện nay có tính ứng dụng rất cao, cùng với ngôn ngữ tự nhiên hơn nhiều. Dù có nhiều lo ngại về việc AI có thể thay thế nhiều công việc của con người, nhưng theo các chuyên gia, trí thông minh nhân tạo mang đến nhiều cơ hội hơn là nguy cơ. Sau cái cú đột phá này, tôi nghĩ thị trường bắt đầu rầm rộ hơn và mọi người đều quan tâm về AI, và AI họ sẽ bắt đầu khai thác triệt để để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Khi mà AI ra thay thế những nghề nghiệp đang tồn tại thì trong xã hội sẽ hình thành những nghề nghiệp mới. Nó sẽ làm xã hội chúng ta sẽ hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn nhờ cái sự hỗ trợ công nghệ. Chúng ta thấy là có nhiều nhà máy bây giờ chúng ta vào, chúng ta không thấy công nhân. Tất cả là những cánh tay robot, những cái hệ thống tự động. Thì đó là xu hướng. Còn con người chúng ta sẽ làm những việc khác, đặc biệt là trong sáng tạo. Mới đây, Trung tâm Tổ hợp Phát triển Trí thông minh nhân tạo hơn 2.000 tỷ đồng của tập đoàn FPT cũng vừa chính thức được phê duyệt đầu tư. Dự án này sẽ đưa Việt Nam trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu khu vực và là trung tâm khoa học thử nghiệm các công nghệ mới nhất của thế giới. Sáng nay, đèo Prenn Đà Lạt đã chính thức đóng cửa trong vòng một năm để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp mở rộng. Ghi nhận trong ngày đầu tiên, các phương tiện đã chấp hành nghiêm túc các quy định, lựa chọn các cung đường cần thiết khi ra vào Đà Lạt để du lịch vận chuyển hàng hóa. Đúng 8 giờ sáng nay, ở tất cả các cửa ngõ, cung đường dẫn vào đèo Prenn Đà Lạt đã được các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng và đơn vị thi công lập chốt và rào ngăn, cắm bản báo tạm đóng đèo ở cả hai đầu hướng từ thành phố Đà Lạt đến cao tốc Liên Khương và ngược lại. Tôi cũng thấy là nhà nước quan tâm đến cái con đường này, làm lại cái bờ rem cho nó rộng, tất cả mọi người dân đều hưởng ứng. Trong thời gian đầu đóng đèo Prenn để người tham gia giao thông biết và chấp hành, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự công an thành phố Đà Lạt thường xuyên túc trực ở các điểm đầu và cuối đèo Prenn và đèo Mimosa để hướng dẫn người dân và du khách lưu thông qua các tuyến đường khác. Việc đóng đèo để phục vụ nâng cấp mở rộng đèo Prenn thì sẽ là nguy cơ tăng áp lực giao thông cho các cái tuyến. Tôi cũng đã có cái phối hợp với các cái đơn vị liên quan để mà thực hiện điều tiết giao thông từ xa. Việc nâng cấp mở rộng đèo Prenn sẽ được bắt đầu vào ngày 10 tháng 2 tới. Thông tin về vụ cháy trên con tàu chở 4.500 ô tô ở ngoài khơi biển Vũng Tàu. Đến 11 giờ 30 phút trưa nay, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng đã khống chế cơ bản được đám cháy. Trước đó, tối ngày 4 tháng 2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 về việc tàu Asin đang trên hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore đã bất ngờ bốc cháy. Tàu đã sử dụng hết 50 tấn khí CO2 trên tàu để chữa cháy nhưng chưa kiểm soát được đám cháy. Sau đó, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã cử tàu chuyên dùng có trang bị thiết bị chữa cháy và lực lượng chữa cháy đến hiện trường tham gia dập lửa. Hiện, đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình và làm việc cụ thể với thuyền trưởng tàu Asin, tiếp tục phối hợp rà soát, kiểm soát chữa cháy tại tàu. Thưa quý vị, giống chuối La Ba già hương gốc địa phương tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng có buồn dài, trái thon, dẻo, vị ngọt thơm nên được thị trường khá ưa chuộng. Từ chỗ phát triển nhỏ lẻ mạnh ai nấy làm, tổ hợp tác chuối La Ba tại đây đã hỗ trợ bà con nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và chế biến, bảo quản sau thu hoạch nông sản này, đưa trái chuối La Ba ra thị trường trong nước và xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử. Chuối La Ba được trồng tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, thích nghi với địa hình đồi núi, thời gian sinh trưởng ngắn ngày, nhanh thu hồi vốn, nên nông dân địa phương ngày càng mở rộng quy mô thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tại vì thực sự là cái giống chuối La Ba này chỉ có cái đất Lâm Đồng trồng là nó phù hợp nhất, chất lượng nhất. Tổ hợp tác trồng chuối La Ba Liên Hiệp tại huyện Đức Trọng hiện có 30 hộ nông dân trong vùng tham gia với diện tích canh tác gần 20 hectare. Với giá khoảng 5.500 đồng một ký, tổ hợp tác đang liên kết với một số hợp tác xã để ổn định đầu ra và hướng đến chủ động tìm đối tác chế biến sản phẩm từ chuối La Ba. Thì bao tiêu được, liên kết hợp đồng được,
thì từ đó đầu ra thì nó cơ bản nó sẽ ổn định hơn, bởi vì nó có được cái quy mô, từ đó tạo được cái thương hiệu thì sẽ dễ dàng trong vấn đề liên kết. Hiện nay tổ liên kết đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi thành lập hợp tác xã, đồng thời xây dựng kho chế biến để phát triển và đẩy mạnh hợp tác với nông dân trong vùng nhằm sản xuất chuối theo tiêu chuẩn hữu cơ, nhằm chinh phục các thị trường trong và ngoài nước. Đúng dịp rằm tháng giêng hàng năm, phiên chợ lá ở Tây Ninh lại nhộn nhịp, thu hút hàng ngàn người dân khắp nơi đến chợ. Năm nay, phiên chợ lá diễn ra trong 2 ngày, 4 và 5 tháng 2, tức 14 và 15 tháng giêng, tại nhiều địa điểm ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Phiên chợ lá đã tồn tại từ hàng chục năm qua, nhưng khoảng 3 năm nay, nhờ nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội, nên phiên chợ độc đáo này mỗi năm càng đông đúc hơn. Địa điểm họp chợ lá không cố định mà di chuyển sang nhiều nơi trong khu vực thị xã Hòa Thành để bà con ai cũng có thể tham gia. Mỗi buổi họp chợ sẽ di chuyển đến 2-3 địa điểm để bán. Phiên chợ bán nhiều món ăn, thức uống như chè, xôi, bánh tráng trộn, bánh bò, cháo, nước ngọt, nước mía. Người bán có gì bán nấy, chỉ lấy lá làm lộc chứ không lấy tiền. Người mua chỉ cần hái vài chiếc lá để thay tiền mua hàng. Lâu lâu một năm mới có một lần ngày lớn vậy. Năm nay nhiều hơn năm rồi. Hầu như gấp đôi dạ. Vậy em thấy đây là một lễ hội rất là có ý nghĩa. Và em không tin được là bằng một chiếc lá thì mình có thể mua được món đồ ở đây. Tất cả người bán lẫn người mua tham gia phiên chợ kỳ lạ này đều vui vẻ và cùng cầu mong sức khỏe, bình an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm mới. Ở phần thế giới cập nhật, Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân đắm tàu, trong đó có 2 công dân Việt Nam. Và sau dịch, người dân Trung Quốc đổ xô đi chơi rằm tháng giêng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã yêu cầu các bộ và cơ quan thuộc chính phủ huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này đêm 4 tháng 2. Trong khi đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích và trong số này có 2 công dân Việt Nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội Hàn Quốc đã điều 30 tàu cùng nhiều máy bay tuần tra hàng hải và thợ lặn từ đơn vị cứu nạn trên biển tới khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm nạn nhân. Chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ở vùng biển cách đảo DBG không có dân cư 17 km về phía tây. Một tàu chở hàng gần đó đã cứu được 3 thủy thủ. Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích. Tàu cứu hộ khi tiếp cận đã gặp khó khăn khi tìm kiếm dưới nước bên trong con tàu gặp nạn vì các ngư cụ đã chặn lối vào cabin và phòng máy của tàu. Thời gian gần đây, những video quay lại cảnh giúp người đi đường, tặng hoa cho phụ nữ hay người lớn tuổi đang trở nên xu hướng và trào lưu trên mạng xã hội. Nhưng trên thực tế, nhiều người trong số đó bị ép làm diễn viên bất đắc dĩ. Những việc tử tế đã bị biến tướng để quay video kiếm tiền và điều này đang có xu hướng nổ rộ, gây phản cảm cho người xem và là hành động đáng bị lên án. Video về hành động ngẫu nhiên thể hiện sự tử tế của TikToker Harrison Pollock, người Australia, đã thu hút gần 63 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Những hình ảnh về sự tử tế nhanh chóng giúp cho Pollock trở nên nổi tiếng, nhưng dường như sự thật lại không phải như vậy. Tôi nhận hoa nhưng nhận ra có hai người đang quay mình từ cách đó vài mét. Tôi nói với họ nhận lại những bông hoa này vì tôi không muốn chúng. Anh ấy quấy rầy quãng thời gian yên tĩnh của tôi, quay và đăng tải video khi tôi chưa đồng ý, biến nó thành một thứ gì đó khác với thực tế. Giờ đây, bất cứ ai cũng có thể trở thành nhân vật của các đoạn video trên mạng xã hội. Những người có sức ảnh hưởng sẽ kiểm soát câu chuyện. Một khi nó đã được tung lên mạng, nó sẽ ở mãi đó. Tôi nghĩ hành động của Pollock khá tồi tệ. Khá nhiều người không hiểu rằng đây là hành động để kiếm tiền, thay vì xuất phát từ lòng tốt. Những hành động đẹp khi được chia sẻ sẽ truyền cảm hứng. Và ngược lại, những kẻ mạo danh hành động đẹp, dù vô tình hay cố ý, sẽ bôi xấu những hành động vốn mang đúng tính nhân văn. Tại Indonesia, những người ăn mày đã không còn rong ruổi trên đường phố xin tiền. Thay vào đó, họ đăng clip lên TikTok để xin quà ảo và sau đó đổi ra thành tiền thật. Nạn ăn xin được số hóa trên TikTok đang trở thành hiện tượng phổ biến ở Indonesia đến nỗi chính phủ nước này buộc phải có hành động kiểm soát. Bộ trưởng Văn hóa Indonesia đã yêu cầu các cơ quan chức năng có thêm nỗ lực ngăn chặn tình trạng ăn xin cả trên mạng lẫn ngoài đời. Các nhóm Hồi giáo cũng yêu cầu người dân dừng ăn xin, xin tiền và hàng hóa miễn phí, bởi hành động này hạ thấp danh dự con người và bị cấm trong đạo Hồi.
Tuy nhiên, những nỗ lực trên vẫn không thể ngăn cản làn sóng ăn xin trên mạng do TikTok có các tính năng tặng quà, đổi quà ảo để lấy tiền thật. TikTok cho phép những người sáng tạo video có ít nhất 1.000 người theo dõi nhận được quà tặng ảo từ những người theo dõi và sau đó chuyển đổi thành tiền thật. Thay vì rong ruổi hàng tiếng đồng hồ trên các con phố để xin tiền của những nhà hảo tâm qua đường, người ăn mày chỉ cần quay các video thể hiện sự đáng thương của bản thân, sau đó đăng lên mạng và ngồi nhìn tiền đổi về tài khoản. Theo giới chuyên gia, bất chấp những nỗ lực của chính phủ Indonesia, xu hướng ăn mày trên TikTok vẫn sẽ tiếp diễn vì nhiều người tin rằng việc tặng quà cho người nghèo khổ chính là cách họ làm việc tốt. Thôi thúc bởi đam mê ngành hàng không, dù chưa đi máy bay lần nào, một người đàn ông ở Campuchia đã xây dựng ngôi nhà của mình có hình dạng giống như là một chiếc máy bay. Anh Trat Bov, 43 tuổi, đã dùng số tiền dành dụm được trong 30 năm từ công việc xây dựng của mình để tạo nên một ngôi nhà bê tông dài 20m, rộng 4m và cao khoảng 6m nằm trên chính mảnh đất của anh. Ngôi nhà nằm cách thành phố du lịch Siem Reap khoảng 4km, nơi có di sản thế giới Angkor Wat. Tôi cảm thấy rất vui khi sống trong ngôi nhà này vì nó trông giống như một chiếc máy bay thật khi tôi bước vào bên trong. Nhà máy bay có 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Anh bắt đầu xây dựng nó từ tháng 3 năm 2022 và hiện vẫn chưa hoàn thành 100% do không đủ tiền. Cho đến nay, anh đã tiêu tốn khoảng 20.000 đô la Mỹ và đang lên kế hoạch xây dựng một quán cà phê tại chỗ. Hàng xóm của Puff cho biết họ rất tự hào về ý tưởng sáng tạo này. Ngôi nhà giúp thu hút du khách từ khắp nơi đến tham quan. Giá vé dành cho người Campuchia chỉ 0,5 đô la Mỹ và du khách nước ngoài là 1 đô la Mỹ. Chắc chắn với số tiền thu được, chủ nhân ngôi nhà có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình là được đi máy bay. Người dân trên khắp Trung Quốc tổ chức nhiều sự kiện để mừng lễ hội đèn lồng diễn ra vào ngày rằm của tháng đầu tiên năm âm lịch. Tại thành phố Putian của tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, các nghệ sĩ địa phương biểu diễn màn múa rồng truyền thống. Người dân thuộc tất cả các nhóm dân tộc ở vùng tự trị Dehongdai và Jingbo ở tỉnh Vân Nam nhảy múa trong trang phục dân tộc. Tại Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, những màn biểu diễn cổ truyền như màn đi cà kheo được biểu diễn trước sự thích thú của dân làng và du khách. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, vốn nổi tiếng về điêu khắc băng đăng, đã mở một lễ hội đèn lồng với rất nhiều tác phẩm điêu khắc băng tinh tế cùng với những hoạt động vui chơi cho du khách. Tại Thượng Hải, nhiều gia đình mừng lễ hội đèn lồng bằng cách đưa con đến chơi những trò chơi dân gian như làm đèn lồng hay giải cù đố. Tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, người tham gia lễ hội như đắm chìm trong một biển đèn lồng và lạc lối trong một khu chợ bày bán đủ mọi mặt hàng. Màn biểu diễn với những thanh sắc nóng chảy đẹp mắt diễn ra ở vùng tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc. Người biểu diễn đập những thanh sắc nóng đến 1.600 độ C vào một bề mặt lạnh giá, làm bắn ra những tia lửa sáng rực như pháo hoa. Ở phần an ninh trật tự, bắt nhóm nghi phạm dùng hung khí để đòi nợ ở Tây Ninh. Và công an Đắk Lắk triệt phá sòng bạc sóc đĩa trong rẫy vắng người. Thưa quý vị, liên quan vụ lật thuyền chở khách đi chùa va chạm với xà lan hôm qua khiến cho 12 người rơi xuống sông Đồng Nai, trong đó có một người tử vong. Hôm nay, cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt các phương tiện để tiếp tục công tác điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các khu vực đền chùa cũng đã được nâng cao mức độ cảnh giác khi mùa lễ hội vẫn còn diễn ra cho đến hết tháng Giêng âm lịch. Hiện các nhân chứng đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để tìm hiểu chính xác nguyên nhân sự cố xảy ra. Người tài công điều khiển phương tiện bị tai nạn, đến thời điểm này vẫn chưa hết những bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc. Do mấy chiếc xà lan nó đậu, xong rồi có một chiếc nó vượt lên, tôi có va chạm vào. Tôi cố gắng vớt được những người ở trong mắc kẹt lại, nhưng mà có một chị là vướng áo phao vào cái lồng chứa áo phao. Hôm qua là hầu như là toàn bộ du khách là đều mặc áo phao, nhưng mà cái quan trọng là cái kỹ năng của cái người mà cái lúc mà va chạm thì sự cố va chạm rất là mạnh, mất bình tĩnh là không tìm được cái phương hướng để mình chui ra. Vụ việc xảy ra là một cái sự cố đáng tiếc. Phòng Cảnh sát Đường Thủy phối hợp với Công an Thủ Đức và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, kết luận và xử lý nghiêm các cái trường hợp sai phạm này. Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng du lịch đường thủy rất lớn. Do vậy, giao thông đường thủy cần có cách quản lý hiệu quả hơn và người dân tham gia lưu thông cũng nâng cao ý thức, không chủ quan và không sử dụng các phương tiện nếu như nghi ngại không đảm bảo an toàn.
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long vào sáng nay. Khoảng 2 giờ 50 phút rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ tạp hóa của bà Trương Thị Thảo, 62 tuổi, nên hô hoán cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do tiệm tạp hóa kinh doanh nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, người dân không thể khống chế. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Phước đã điều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần một tiếng, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Long đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại các điểm kinh doanh tạp hóa, kinh doanh mặt hàng dễ cháy trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ kinh doanh thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy. Khuya ngày 5 tháng 2, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một người đi xe máy ngược chiều đã bị xe tải tông chết tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm giao thông bị ùn tắc kéo dài nhiều cây số trên đường. Theo người dân chứng kiến, khoảng 22 giờ đêm qua, xe ô tô tải do tài xế Trần Quốc Trung, ngụ tỉnh Trà Vinh điều khiển đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc xe qua đoạn km 24, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì va chạm với một xe máy do ông Trần Hồng Diệt, sinh năm 1962, ngụ tỉnh Cà Mau điều khiển, đang chạy ngược chiều trên làn đường số 1 của cao tốc. Tai nạn làm người đi xe máy tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến giao thông ngang qua khu vực bị ùn tắc kéo dài nhiều cây số trên đường. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tiết giao thông và khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn. Qua tìm hiểu, từ khi hai trạm thu phí ở đầu chợ Đệm và đầu thôn Cửu Nghĩa không có bảo vệ, nhiều người đi xe máy cứ vô tư đi vào đường cao tốc. Ngày 6 tháng 2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 8 đối tượng về hành vi chuẩn bị hung khí lập băng nhóm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác. 8 đối tượng gồm Bùi Thiện Nguyên, Nguyễn Văn Tòng, Phạm Minh Trí, Phạm Trung Chương, Nguyễn Trung Tiến, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng và Mai Hoàng Phú. Trước đó, nhận được tin báo từ người dân, xuất hiện nhóm thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm như súng điện, bình xịt hơi cay đi đòi nợ thuê. Lực lượng chức năng nhanh chóng chốt chặn, khống chế toàn bộ các đối tượng trên. Qua điều tra xác minh, đối tượng Lê Minh Toàn, 32 tuổi, cho anh P vay số tiền 150 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ mà anh P không trả, Toàn nhờ Nguyên tìm người hỗ trợ đi đòi nợ. Sau đó, cả nhóm mang theo hung khí và thuê xe ô tô từ Bình Dương qua Tây Ninh để tìm anh P đòi nợ. Tại đây, nhóm đối tượng đã lao vào ẩu đả với anh P. Hiện Công an huyện Châu Thành tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong các khu đồi rừng rẫy vắng. Trước đó, ngày 3 tháng 2, Công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ ập vào một lán trại trong một khu rẫy vắng ở xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông. Tại đây, lực lượng bắt quả tang rất đông đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh sóc đĩa ăn tiền. Các đối tượng lợi dụng rẫy vắng nhanh chóng tháo chạy. Lúc này, tổ công tác đã truy đuổi bắt được 13 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ gần 100 triệu đồng, 15 chiếc điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, công an xác định chủ sòng bạc là Nguyễn Văn Tùng, 41 tuổi. Sòng bạc này đã hoạt động được khoảng một tháng nay. Sau khi chọn được địa điểm, Tùng sẽ thuê người chở các con bạc đến sòng và thuê người quản lý thu tiền sâu. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát Biển cho biết, trong 2 ngày 3 và 4 tháng 2, lực lượng tuần tra trên vùng biển Tây Nam đã phát hiện 3 tàu cá chở khoảng 200.000 lít dầu DO trái phép. Cụ thể, tàu cá TG93627TS có 5 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Hùng làm thuyền trưởng, chở khoảng 30.000 lít dầu DO. Tàu BV96789TS có 7 thuyền viên do ông Lương Văn Trung làm thuyền trưởng, chở khoảng 100.000 lít dầu DO. Và tàu TG90767TS chở khoảng 70.000 lít dầu DO do ông Bùi Thanh Điền làm thuyền trưởng. Cả 3 thuyền trưởng của 3 tàu cá trên đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và số dầu DO trên tàu. Lực lượng chức năng của vùng Cảnh sát Biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong hàng hóa vi phạm và đưa các tàu nói trên về cảng hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý.
dùng răng kéo xe ô tô hay dùng tay để nhấc tạ là những màn trình diễn có thể được bắt gặp tại sự kiện Olympic nông thôn của Ấn Độ. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày và vừa khép lại vào hôm qua ngày 5 tháng 2. Olympic nông thôn được thành lập vào năm 1933 ở làng Kilarepur, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Sự kiện thể thao này bao gồm từ 40 đến 50 cuộc thi, gồm cả những bộ môn được công nhận rộng rãi lẫn những nội dung có phần khác thường. Chúng tôi kết nối với di sản của mình thông qua các màn tranh tài này. Những người tham gia đến từ nhiều ngôi làng và thị trấn khác nhau. Chúng tôi hy vọng họ có thể thể hiện tài năng của mình tại đây và gây dựng tên tuổi cho chính mình. Trong 15 năm qua, tôi đã đến đây cũng như hội chợ của nhiều ngôi làng để thực hiện nhiều thử thách khác nhau như kéo xe ô tô, xe máy, thậm chí là máy kéo. Tôi muốn các môn thể thao mạo hiểm trên không như dù lượn hay dù lượn có động cơ trở nên phổ biến. Rất nhiều người hội tụ về đây nên đây là cơ hội tốt để quảng bá bộ môn này. Trước năm nay, sự kiện đã không được tổ chức trong 4 năm liền do Covid-19 và mâu thuẫn của ban tổ chức về đất đai. Olympic nông thôn của Ấn Độ có cuộc đua xe bò kéo được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, cuộc thi này đã bị Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm tổ chức. Thông tin cập nhật về trận động đất động mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã có hơn 900 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Trong khi đó, con số thương vong ở Syria là hơn 560 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trận động đất xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 phút theo giờ địa phương, tức 9 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, thời điểm nhiều người dân ở các khu vực xảy ra trận động đất vẫn còn đang ngủ. Theo cơ quan địa chất Mỹ USGS, trận động đất 7,8 độ Richter có tâm chấn sâu 24 km, nằm cách thành phố Nardaghi của Thổ Nhĩ Kỳ 23 km về phía đông. Nhiều dư chấn đã được ghi nhận sau đó. Dư chấn mạnh nhất là 6,7 độ xảy ra sau khoảng 10 phút và cách tâm chấn ban đầu khoảng 32 km về phía tây bắc. Rung chuyển có thể được cảm nhận tại đảo Ship và Liban. Cũng theo USGS, đây có thể là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939. Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người còn sống sót mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi xảy ra động đất hai bên bờ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức đến những khu vực bị ảnh hưởng. Ông cũng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của 8 tỉnh bị ảnh hưởng để thu thập thông tin về tình hình và nỗ lực giải cứu. Phó Tổng thống Fuad Oktay ban bố báo động cấp độ 4, cấp độ yêu cầu hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Theo ông Oktay, tổng cộng đã có hơn 1.700 tòa nhà đổ sập, trong đó hơn 900 tòa nhà bị phá hủy tại các tỉnh Gaziantep và Kahramanmaraş. Theo Thống đốc Istanbul, hơn 1.000 tình nguyện viên đã được triển khai từ thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với chó cứu hộ, xe tải và viện trợ. Tại Syria, hầu hết thương vong và thiệt hại được ghi nhận ở các tỉnh Hama, Aleppo và Latakia. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin luôn được cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.